Hello mọi người, lại là mình Serene đây. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi vào 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. Thời gian là thứ một khi đã trôi qua thì không thể nào lấy lại được. Vậy nên ngay cả khi chúng ta có rất ít thời gian thì cũng hãy. Xin chào mọi người, đang ngồi trên bên năm cuối đang chạy deadline quá lộn. Mặc dù hôm nay tôi đi chơi với tạo, tôi sẽ đi chơi với tư cách sinh viên đang chạy deadline quá lộ để tôi mới mang được công cụ để chạy deadline, đó là laptop của tôi. Lạc quay như cục diệp diệp nhé. Ok, và thế là sau khi đợi mọi người tới, tụi mình sẽ bắt đầu xuất phát đi thôi. Khi đi Vũng Tàu thì mọi người có thể chọn hai đường, một là đường bộ, hai là đi qua phà. Là mọi người, nếu đi qua phà thì mọi người sẽ qua Cần Giờ, xong rồi mọi người sẽ đi từ Cần Giờ tới Vũng Tàu. Như thế thì sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng mà chuyến đi lần đầu thì tụi mình đã chọn đi đường bộ á, nên là tốn tới 6 tiếng lận. Đi từ 12 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều tụi mình mới tới. Đã vậy trên đường còn bị hư xe nữa chứ. Hư xe không những một lần mà là tới hai lần. Thế nên ta nói chuyến đi vô cùng bão táp. Tai nạn đầu tiên, chụp chặt đầu tiên. Bình góc đường chạy xe được không? Sửa xong là được. Xe của tụi mình bị giẫm chút cái đinh to như thế này nè. Không. Nhưng mà may là cả hai lần hư thì tụi mình đều rất là gần tiệm sửa xe nên là trộm vía. Xong rồi, đi thôi. Xuất phát đi đâu? Mới đi tới Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu, rừng ngập mặn Vũng Tàu. Rừng biển được không đấy? Rừng ngập mặn Vũng Tàu. Đúng rồi. Đẹp cơ. Tới nơi thì trời cũng đã là tối rồi đó, nên là tụi mình cũng tranh thủ dựng lều và đi chợ để có thể nấu cho buổi tối. Đi tiếp quốc lộ 51C 2 km nữa. Và buổi tối thì tụi mình quyết định sẽ nướng hải sản để ăn, nên là tụi mình đã đi xuống phố hải sản xóm lưới. Ở đây thì mình thấy có khá là nhiều hải sản với rất nhiều loại khác nhau, nhưng mà mình cũng không có biết mua nên là mình chỉ có đứng nhìn thôi. Cuối cùng thì quyết định lấy cái hộp đi mua bắp xào ăn. Nên nó đi xuống dưới Vũng Tàu để mua bắp xào đó mọi người. Với lại tụi mình cũng xí xọn một xíu, mang theo vài cái túi ở nhà để đi chợ để mua. Mấy cô chị phải tốn thêm túi ni lông nữa. Muốn là mấy thôi. Túi là mấy. Thôi lấy túi nha, tụi em có túi rồi. Cái nữa đi cho đủ. Thôi lấy túi đi, tụi em có túi rồi.
kìa. 30 kìa. Bà vào túi kia kìa. Sau khi mua hải sản, bắp xào với lại rau củ để nướng thì tụi mình có mua thêm một ít đồ uống nè, rồi than với lại cho, đặc biệt nữa là nước lọc, bởi vì tụi mình cắm trại nên là không có nguồn nước tại đó nên là mình phải mua nước chai thôi. Đổ mình đem ngoài đây, bây giờ là đủ chưa? Nhìn rồi đủ rồi đó. Nhiều món á. Thôi tụi con thử thách đó cô, thử thách giảm nhựa. Cuối cùng thì tụi mình sẽ mua một ít trái cây. Cô bán trái cây cũng dễ thương lắm nha, kiểu cô còn có mấy trái xoài à, nên là tụi mình mua hết luôn. Thì cô kêu là cô sẽ bán rẻ cho. Cảm ơn cô nhiều. Giờ sau khi chúng ta đã đi mua sắm về đây. Đúng rồi, người biết bây giờ mấy giờ. Mời mọi người đoán xem mấy giờ tụi mình sẽ nhập tiệc được nha. Mấy giờ được mở miệng ăn? 10 giờ mới ăn đó. Có khi là 1-2 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên mà mình được đi du lịch bụi và trần trụi với thiên nhiên như thế này. Ở đây thì không có một tiện ích nào cả, không có nhà vệ sinh, không có nước uống luôn, phải mua tất cả đều ở ngoài hết. Nhưng mà nhờ vậy thì mình cũng mới biết được là điện biển về đêm nó như thế nào. Biển về đêm nó có thể phát sáng luôn mọi người, rất là đẹp. Và ngoài thiên nhiên thì ở đây tất cả tụi mình có chỉ là tiếng cười nó mà thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn các anh chị đã đi cùng với mình trong chuyến đi này. Có thôi cười lên, cười lên luôn. Sao từ từ. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật sớm. Mà chị có nhiều người Việt Nam ấy nhỉ? Không biết chị mà bản thân chị cũng không biết giúp chị như thế nào luôn á. Đấy là tiệm nó cũng nhỏ như vậy á mà không biết làm sao để phát triển được cái thế mạnh của mình á. Thì chắc chắn nó có chục triệu sẽ cho chị của chị để phát triển cái tiệm đó. Không biết chị sao mà. À, buổi sáng hôm sau thì tụi mình đã đi ra biển chơi, ngắm biển một xíu, đi khám phá vài thứ rồi chụp hình. Ở đây thì có cái biển này á, nó rất là phẳng luôn á, mình cũng không biết là mà nhìn nó như một cái tấm gương vậy á, nên là chụp hình cực kỳ ảo luôn. Đúng rồi. Và sau khi chơi chán biển thì tụi mình đã lên lại chỗ cắm trại và chuẩn bị lại hết mọi thứ. Thực trạng với trẻ hiện nay. Sau khi du lịch đặt về cắm trại thì đây. Đây. Trời ơi mấy cái lo này đây. Mọi người ơi, chín hết mấy cái lo này. Đây. Trời ơi, nó ngâm nước tối qua luôn á hả? Nè, ai dính, sao dính nước vậy? Dính kiến luôn nè. Phải xương, phải xương. Không biết là em còn sống không? Tết, tết, tết. Nhớ CEO. My loa. My baby. Ồ không, không có baby nào mà mama nó lại dục bỏ như thế này cả. Vô tâm. Đây, đã ngoài nhắm nhắm dưới. Cái sào nó cháy á. Mua mà khéo thế nha. Thôi. Đó là ai nướng chứ. Bỏ vô văn phòng ăn. Thế là tụi mình đã dọn mọi thứ sạch sẽ rồi, chỉ để lại dấu chân mà thôi. Bây giờ thì đi về. Video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người thấy thích và thì hãy cho mình một like. Và nếu mọi người muốn đón xem nhiều video nhiều hơn nữa thì hãy nhấn subscribe. Và nếu còn bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn hãy thả comment bên dưới nhé. Thì bây giờ thì bye bye. Xin chào mọi người. Mà mình viết chữ không đẹp nha. Bị hư rồi. Không, tìm biết này trước rồi bắt đầu mới biết điện thoại nè. Gì vậy? Seren hả?
mọi người biết cái đồ này này vô đây. Green. Chưa. Chữ viết không đẹp nha. Từ chữ tay tới chữ chân. Chữ nào cũng đẹp hết. Chết rồi, xấu rồi. Ở ngoài đi ngân hàng chứ. Mọi người. Sao mấy góc biển nè? Sao mấy góc biển mọi người? Nói nó biết chữ biết khó dở.